Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trì buổi tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Các địa phương tập trung giải ngân vốn đầu tư công. Xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cháy chợ Ngọc Lịch, xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng lý luận tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Tới dự có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3. Cùng dự có các đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban tổ chức diễn tập tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, theo dự báo tình hình trên thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, tác động đến tình hình trong nước. Hưng Yên là tỉnh có vị trí quan trọng trong xây dựng thế trận phòng thủ quân khu 3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và là cửa ngõ thủ đô Hà Nội. Vì thế, công tác diễn tập xây dựng thế trận phòng thủ có vai trò đặc biệt quan trọng và cần thiết, qua đó nâng cao công tác chỉ huy, hiệp đồng, thống nhất các phương án phòng thủ gắn với xây dựng các công trình phòng thủ lâu dài. Thông qua buổi tập huấn trang bị thêm kiến thức, lý luận, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành các cấp ủy, chính quyền. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, lĩnh hội đầy đủ các nội dung để vận dụng sáng tạo sát với thực tế của địa phương, đơn vị mình, nâng cao khả năng chiến đấu, phòng thủ, soạn thảo các văn kiện diễn tập ngắn gọn, đúng quy định và bảo quản theo quy định. Triển khai kế hoạch diễn tập phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần tích cực trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong thời gian một ngày, các đạo diễn quân khu 3 giới thiệu khái quát một số nội dung cơ bản về âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, cách nhận biết, nhận diện các thế lực thù địch, những nội dung cơ bản cần thiết trong quá trình chuẩn bị và các phương pháp tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, ngành, những hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban ngành đoàn thể, các thành viên trong chỉ đạo diễn tập và hướng dẫn phương pháp tổ chức thực hiện của khung tập trong diễn tập. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3 đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị khu hạ tầng diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Tại các điểm đến kiểm tra, hai đồng chí biểu dương đánh giá cao sự nỗ lực vượt qua khó khăn của thời tiết để xây dựng khu hạ tầng phục vụ cho công tác diễn tập. Các đồng chí lưu ý, thời gian từ nay đến ngày diễn tập không còn nhiều. Cơ quan thường trực tập trung đôn đốc cán bộ chiến sĩ khẩn trương hoàn thành các phần việc còn lại, dành thời gian để vận hành thử nghiệm, đảm bảo phục vụ tốt công tác diễn tập. Sáng nay, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tổ chức phiên họp thứ 17 nhằm đánh giá tình hình dịch bệnh và triển khai các biện pháp thích ứng trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia, phát biểu tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu trước tình hình số ca mắc COVID-19 tại Hưng Yên gần đây có xu hướng tăng nhẹ với khoảng 30 ca mỗi ngày, ngành y tế và các địa phương cần chủ động nắm chắc tình hình, không chủ quan lơ là với dịch bệnh. Bên cạnh đó, phải kiểm soát tốt các loại dịch bệnh khác, không để dịch chồng dịch. Về tiêm vaccine phòng COVID-19, các địa phương như huyện Văn Lâm, Yên Mỹ, Khoái Châu cần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng. Ngành giáo dục chỉ đạo các nhà trường tuyên truyền phối hợp tổ chức tiêm chủng đầy đủ cho học sinh, luôn phải đề cao đảm bảo an toàn tiêm chủng, sẵn sàng phương án xử lý tình huống xảy ra. Tiêm xong phải cập nhật thông tin ngay lên hệ thống tiêm chủng quốc gia. Ngành y tế và các địa phương quan tâm tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai đấu thầu thuốc, trang thiết bị và tư y tế, đẩy nhanh tiến độ các gói thầu, giám sát chặt chẽ không để xảy ra vi phạm. Các địa phương rà soát, hoàn thành ngay việc hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 theo quyết định số 08 của Thủ tướng. Ngành y tế tăng cường quan tâm đầy đủ toàn diện, tạo động lực trong thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, vừa khảo sát tình hình thực hiện luật đất đai tại huyện Ân Thi. Dự buổi khảo sát có đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Từ năm 2014 đến hết tháng 8 năm 2022, huyện Ân Thi tổ chức giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được hơn 1.000 trường hợp với tổng diện tích 15,8 ha, chủ yếu giao đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, thu hồi đất 48 dự án công trình với diện tích gần 500 ha, trong đó 47 dự án bảo đảm đúng tiến độ bàn giao mặt bằng. Các đại biểu đề nghị huyện Ân Thi cần đánh giá làm rõ những kết quả trong quá trình thực hiện luật đất đai, nhất là những tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, giải quyết tranh chấp khiếu nại. Từ đó có những đề xuất kiến nghị phù hợp và thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai ngày càng hiệu quả, đồng thời tiếp thu các ý kiến đề xuất của huyện, tiếp tục khảo sát, tổng hợp và trao đổi với các ngành đơn vị liên quan để báo cáo kiến nghị với Quốc hội theo thẩm quyền. Trong 8 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Khoai Châu còn chậm. Công tác hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh phê duyệt quyết toán, một số dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng chưa kịp thời. Trước thực trạng này, toàn huyện đang nỗ lực thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đã phân bổ. Năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước của huyện Khoái Châu là trên 56 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn huyện đang quản lý thực hiện 20 công trình dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Một số công trình dự án đã hoàn thành nhưng tiến độ giải ngân còn chậm như công trình tu bổ tôn tạo đền Đa Hòa xã Bình Minh, công trình đường hành lang chân đê xã Đông Kết, công trình trường mầm non thị trấn Khoái Châu. Thời điểm này, huyện Khoái Châu đang đẩy nhanh tiến độ lập thẩm định, phê duyệt các dự án, phê duyệt thiết kế và dự toán, tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các dự án khởi công mới. Đôn đốc các đơn vị khẩn trương triển khai thi công, nghiệm thu khối lượng, giải ngân vốn kịp thời đối với công trình đang thi công. Phấn đấu từ nay đến cuối năm, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đã phân bổ. Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, năm 2021-2022, huyện Phù Cừ được phân bổ kế hoạch vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng đầu tư cho các hạng mục dự án cải tạo, nâng cấp giao thông nông thôn. Nguồn vốn giải ngân được phân bổ thực hiện 50 công trình, chủ yếu là đầu tư làm mới, nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông nông thôn. Đến đầu tháng 9 năm 2022, giải ngân cho các công trình dự án với tổng nguồn vốn hơn 700 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch vốn được giao. Nhiều đơn vị đã hoàn thành dự án trước kế hoạch giao từ 3 đến 5 tháng. Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương là cái phần giải phóng mặt bằng của xã Quang Hưng là khá là nhanh. Công ty cũng tạo mọi điều kiện về máy móc, về nhân lực đang cố gắng trên tuyến đường này vượt mức kế hoạch tầm 6 đến 7 tháng. Công tác quản lý điều hành vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 luôn được huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đặc biệt quan tâm, lãnh đạo. Qua đó đã kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư. Nhất là công tác giải phóng mặt bằng, hầu hết các dự án, công trình được bố trí vốn tập trung hơn. Tiến độ xây dựng hoàn thành một số công trình đưa vào sử dụng đạt yêu cầu, không gây nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Trong thời gian qua được huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân huyện đã rất quan tâm để hỗ trợ địa phương xây dựng các cái tuyến đường để đảm bảo các cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay trên địa bàn xã đã đạt 100% là toàn bộ là tuyến đường đã bê tông hóa và cứng hóa, là không lầy lội vào mùa mưa. Và hướng ở đây là xã sẽ phấn đấu năm 2022 sẽ về đích nông thôn mới nâng cao và 2024 đến 2025 thì sẽ về nông thôn mới kiểu mẫu. Phát triển đường giao thông nông thôn là mục tiêu nghị quyết đề ra trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030, huyện Phù Cừ phấn đấu 100% các tuyến đường huyện, tuyến đường xã thôn được cứng hóa. Mục đích nhằm đảm bảo phương tiện giao thông cơ giới đến các trung tâm xã, cụm xã thuận tiện, phát triển giao thông nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế xã hội nông thôn, thông suốt, kết hợp giữa phát triển giao thông với xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Thời gian qua, các doanh nghiệp Hưng Yên đã tận dụng và khai thác tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do FTA. Qua đó, mở rộng thêm một số thị trường nên giá trị các mặt hàng xuất khẩu đều tăng. Ngoài thị trường truyền thống như Mỹ, Nhật Bản và các nước EU, từ đầu năm 2022, công ty mây tre xuất khẩu Phú Minh Hưng Yên đã có đơn hàng xuất sang Mexico. Đây là một trong các quốc gia tham gia Hiệp định Thương mại Tự do FTA. Nhờ vậy, không chỉ đa dạng thêm sản phẩm thủ công mỹ nghệ mà doanh thu của công ty cũng tăng hơn năm trước.
8 tháng năm 2022, doanh thu của công ty đạt 8 triệu đô la Mỹ, tăng 3 triệu đô la so với cùng kỳ năm 2021. Cái lợi thế lớn là công ty chúng tôi chủ động được nguồn nguyên liệu như mây tre nứa là 100% xuất xứ từ Việt Nam và chúng tôi đều sử dụng nguồn lao động đến từ địa phương. Từ trước là chúng tôi đã có những cái đối tác là cái thị trường ở trong FTA rồi. Và nhưng từ khi gia nhập FTA thì cái xu hướng doanh số từ những cái thị trường đó nó đều tăng, cái nhu cầu tiêu dùng từ những thị trường đó đều tăng trưởng. Ví dụ như là Nhật, Hàn, Canada và Mỹ. Thậm chí chúng tôi có những cái cơ hội xuất khẩu đến những thị trường mà từ trước đến nay chưa từng xuất khẩu như là Mexico. Với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thăng Long 2 của Hưng Yên thì từ lâu đã tận dụng lợi thế để chủ động khai thác tối đa cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do FTA. Bởi nguồn gốc sản phẩm dồi dào, tính minh bạch cao, môi trường làm việc tốt, bên cạnh đó là công nghệ hiện đại và có bề dày kinh nghiệm. Nhờ có Hiệp định Thương mại Tự do FTA và sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, chúng tôi mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước, bắt đầu xuất khẩu ở các quốc gia và khu vực bởi nhu cầu hàng hóa tăng cao. Công ty đang hướng tới việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm cho người lao động và tăng doanh thu. Trong tương lai, chúng tôi phấn đấu trở thành một trong những công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh đi đầu tại châu Á trong tập đoàn Panasonic. Đại diện Chi cục Hải quan Hưng Yên, đơn vị chuyên làm các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa cho biết, để khai thác tốt và tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do FTA, doanh nghiệp xuất khẩu tại Hưng Yên cần phải nắm rõ luật thương mại quốc tế và thích ứng nhanh trong quá trình sản xuất. Thì các doanh nghiệp cần phải chú trọng nâng cao về việc tìm hiểu các cái thông tin về các cái hiệp định FTA mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia, phải chú trọng nâng cao cái năng lực quản trị, nâng cao cái tính minh bạch. Minh bạch ở đây nó có nhiều lĩnh vực như về nguồn nguyên liệu, nhân công lao động, về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, cũng như là đảm bảo các cái yêu cầu về chất lượng sản phẩm đối với các thị trường chúng ta đã ký kết và tham gia vào FTA. Cơ hội luôn đi cùng với thách thức, nhất là thách thức về việc chủ động và kiểm soát, truy xuất nguồn nguyên liệu đang là những điểm yếu mà các doanh nghiệp tại tỉnh Hưng Yên xuất khẩu hàng theo tiêu chuẩn các hiệp định thương mại tự do FTA cần khắc phục. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết đại hội lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hảo đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2023, xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đến cuối nhiệm kỳ, trở thành phường. Hơn 2 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Ngọc Lâm đã rất nỗ lực thể chế hóa nội dung nghị quyết đưa vào cuộc sống, đến nay đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Nho Lâm là thôn được chọn để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đầu tiên của xã. Những buổi họp chi bộ thôn đều đưa ra các nghị quyết, trong đó có nghị quyết xây dựng nông thôn mới để đảng viên và nhân dân thực hiện. Do đó, hàng trăm mét đường trục thôn đã được mở rộng từ 3,5 mét lên 7,5 mét. Khu vui chơi thể thao của thôn đang hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào sử dụng. Khu văn hóa tâm linh, các ngõ xóm nhỏ đều được người dân ủng hộ tự nguyện hiến đất để nâng cấp mở rộng. Thực hiện cái nghị quyết của Đảng ủy đưa về chi bộ, cứ mỗi tháng triển khai nghị quyết một lần bản, sau đó là sẽ thông báo trên hệ thống truyền thanh, được nhân dân cũng rất là đồng tình ủng hộ. Còn thực hiện cái quy chế dân chủ ở cơ sở thì là một năm là chúng tôi đối với cơ sở chúng tôi họp dân 2 lần, triển khai một số công việc, hai là báo cáo kinh tế tài chính của địa phương. Trong 2 năm qua, Ngọc Lâm đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để nâng cấp mở rộng gần 20 km đường trục xã, đường liên thôn với quy mô mặt đường rộng 7,5 m, xây mới hoàn thiện hệ thống mương máng tưới tiêu phục vụ sản xuất, đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí, nhà văn hóa tại các thôn, quy hoạch khu thương mại trung tâm xã. Đây được xem như kết quả bước đầu của việc thực hiện nghị quyết đại hội về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Mọi người là có việc làm rồi, dịch vụ hàng quán cơ sở vật chất phát triển. Tôi là những người gọi là buôn bán cũng nhờ vậy mà cũng buôn bán được hàng hóa tốt hơn. An ninh ở đây thì rất là tốt. Điện đường trường trạm mấy năm gần đây là thay đổi kiến thiết nhiều, người dân rất là vui vẻ, chung tay chung sức để xây dựng nông thôn mới.
mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 26 của Đảng bộ xã Ngọc Lâm, phấn đấu đến năm 2025, bình quân thu nhập đầu người 80 triệu đồng trên một năm, đến nay đã đạt trên 60 triệu đồng. Năm 2021, xã đạt nông thôn mới nâng cao, sớm hơn dự kiến 2 năm. Đây là cơ sở vững chắc để địa phương này hoàn thành mục tiêu của nghị quyết đã đề ra về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và sớm trở thành phường nội thị. Giao cho chi bộ triển khai từng nghị quyết cụ thể toàn thể nhân dân và lấy cơ sở thôn và được nhân dân hết sức nhiệt tình ủng hộ các cái công việc rất là thuận lợi. Thời gian tới thì chúng tôi tập trung cho cái việc mà xây dựng kết cấu hạ tầng, quan tâm đến thu nhập cũng như là việc làm cho nhân dân, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ sẽ đạt được cái tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và đủ cái tiêu chí phấn đấu lên phường nội. Cùng với đó, Ngọc Lâm đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra. Để giúp nông dân tiếp cận và áp dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản theo phương châm năng suất, chất lượng hiệu quả, đảm bảo an toàn cho sản phẩm, năm 2022, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hưng Yên đã xây dựng mô hình nuôi ghép cá chép là chính trong ao. Mô hình được thực hiện với diện tích 3 hectare tại các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Phù Cừ, Yên Mỹ, Ân Thi và thị xã Mỹ Hào. Trung tâm Khuyến nông tổ chức 3 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ tham gia mô hình, giúp các hộ nông dân nắm vững kỹ thuật nuôi cá chép là chính trong ao. Đồng thời hỗ trợ 50% cá chép giống tương đương 45.000 con, 46% lượng thức ăn công nghiệp, 50% lượng chế phẩm sinh học xử lý đáy ao. Ngoài ra, trung tâm thường xuyên cử cán bộ theo dõi, các đánh giá chỉ tiêu kỹ thuật theo yêu cầu. Sau 2 tháng triển khai, hiện tại cá sinh trưởng phát triển tốt, trọng lượng đạt khoảng 300 g một con, tỷ lệ sống đạt khoảng 83%. Theo số liệu thống kê của Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, thành phố Hưng Yên, từ đầu tháng 8 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 85 ca bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 3 ca nặng phải truyền khối tiểu cầu. Phần lớn bệnh nhân nhập viện điều trị trong tình trạng sốt cao liên tục, đau đầu, đau mỏi cơ khớp. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, bệnh nhân vào điều trị chỉ từ 5 đến 7 ngày là có thể ra viện. Bệnh sốt xuất huyết do mũi vằn hút máu truyền siêu vi trùng từ người bệnh sang người lành và hiện chưa có vaccine phòng bệnh. Để tránh phát sinh, lây lan và bùng phát thành dịch, người dân cần thăm khám và khai báo với cơ sở y tế khi xuất hiện các triệu chứng trên, không nên tự điều trị tại nhà. Biện pháp tốt nhất vẫn là diệt trừ muỗi truyền bệnh bằng cách tăng cường công tác dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, phát quang bụi rậm xung quanh nhà, mặc quần áo dài tay và ngủ trong màn. Với các địa phương xuất hiện ca bệnh sốt xuất huyết, cần triển khai ngay việc phun hóa chất diệt muỗi xung quanh khu vực gia đình bệnh nhân, đồng thời tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và sự cố cháy nổ, như chúng tôi đã đưa tin, gần 11 giờ trưa nay, chợ Ngọc Lịch, xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm đã xảy ra cháy lớn, nhưng rất may không có thương vong về người. Theo các tiểu thương, đám cháy xảy ra do chập điện tại một cửa hàng trong chợ, sau đó lan rộng ra khắp chợ. Do nằm sát khu dân cư nên khi đám cháy xảy ra, bên cạnh việc người dân và các tiểu thương ra sức chữa cháy bằng phương pháp thủ công như múc nước để dập, thì các hộ xung quanh chợ đã di rời tài sản để tránh thiệt hại phòng khi cháy lan rộng. Sau 15 phút cháy xảy ra, lực lượng cứu hỏa cùng 4 xe chuyên dụng đã có mặt để triển khai công tác chữa cháy. Do làm tốt công tác phân luồng giao thông nên các phương tiện chữa cháy kịp thời đã dập tắt đám cháy sau gần 1 giờ. Chợ Ngọc Lịch có diện tích gần 500m² với gần 40 gian hàng. Các mặt hàng kinh doanh tại chợ chủ yếu là thịt cá và hoa quả, cùng một số gian hàng kinh doanh, hàng mã và đồ điện. Mặc dù cháy lớn xảy ra kèm theo rất nhiều tiếng nổ của bình ga, nhưng rất may không có thương vong về người. Qua quan sát của chúng tôi, nếu không có sự có mặt kịp thời của lực lượng chữa cháy, thì đám cháy có thể sẽ lan rộng ra khu dân cư, hậu quả sẽ rất nặng nề, bởi các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chợ dường như không có. Thêm vào đó là hệ thống dây điện chằng chịt nằm sát mái chợ nên rất dễ gây chập cháy. Hiện chưa xác định được thiệt hại do cháy gây ra, nhưng đã có nhiều tiểu thương tâm trạng thất thần bởi cháy đã thiêu rụi toàn bộ tài sản mà họ đã tích cóp. Phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên có chợ, bệnh viện, siêu thị nên công tác phòng cháy chữa cháy rất được coi trọng, đặc biệt là xây dựng các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và mô hình chữa cháy công cộng. Theo đó, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại đường Doãn Nỗ, tổ dân phố An Đông gồm 15 hộ gia đình liền kề nhau. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay và tối thiểu một dụng cụ phá rỡ.
bố trí mặt bằng, hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Người dân trong tổ liên gia được hướng dẫn, tập huấn những kỹ năng cơ bản trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cài đặt sử dụng tính năng Tôi An Toàn trên app báo cháy 114. Cùng với đó, phường đã xây dựng mô hình điểm chữa cháy công cộng tại khu biệt thự Tân Sáng, tổ dân phố Nhân Dục. Tại đây sẽ được bố trí các điểm chữa cháy thuận lợi cho việc sử dụng các phương tiện để chữa cháy. Các mô hình trên được xây dựng nhằm bảo đảm xử lý nhanh, hiệu quả các sự cố cháy, nổ ngay từ ban đầu, không để phát sinh gây hậu quả đáng tiếc. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của đài như ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website tại địa chỉ hungyentv.vn, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HDTV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.